Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái tựa game mới khá là thú vị trên kênh channel của mình. Thật ra thì cũng không có mới lắm, bởi vì cách đây khoảng 2 năm thì mình đã làm một cái video về một cái tựa game này rồi. Đó là Sky Tyrant of the Wild. Lý do vì sao mà hôm nay mình lại làm video hướng dẫn về cái tựa game này, vì tựa game này nó có một cái bản cập nhật cũng gần đây thôi. Thì bản cập nhật thì đã thay đổi cơ chế kha khá của cái tựa game này. Và khi mình chơi, mình trải nghiệm thì mình thấy là nó giúp cho người chơi mới tiếp cận game một cách dễ dàng hơn. Tại vì lúc xưa mình chơi cái game này á, thì mình cảm thấy cái game này nó khá là khó tiếp cận những cái người chơi mới. Tại vì nó khá là khó hiểu, nó không có những cái hướng dẫn chi tiết, và nó bắt chúng ta phải tự tìm tòi, tự khám phá và tự đi phiêu lưu. Thì mình thấy là nó khá là khó tiếp cận những cái người chơi mà quen với có sự chỉ dẫn rồi. Hiện tại thì game nó đã thay đổi sau 3 năm. Và những cái video trên YouTube cũ các bạn có thể thấy thì nó là những cái video cũ từ 3 năm trước hoặc là 2 năm trước rồi. Hiện tại mình sẽ làm một cái video mới hướng dẫn cho tất cả những cái bạn mới chơi dễ dàng tiếp cận với tựa game này hơn nhé. Thực sự thì cộng đồng game Sky Tyrant of the Light là một cộng đồng khá là đông đảo, những cái bạn rất là nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi mà chúng ta là người chơi mới, chúng ta không biết gì, chúng ta có thể lên trận hỏi họ hoặc là kết bạn với họ, họ rất là vui vẻ. Nhưng mà mình đánh giá cao cái trải nghiệm của các bạn hơn. Mình muốn các bạn là tự khám phá cái thế giới của Sky, và các bạn tự đi phiêu lưu thì nó sẽ hay hơn là có những cái bạn khác giúp đỡ và dắt chúng ta. Chúng ta tự đi lúc nào nó cũng sẽ vui hơn, mà có những cái trải nghiệm nó thú vị hơn là có người khác dắt chúng ta. Thì game này thực sự thì không có gọi là quá là khó khăn hay là quá là phức tạp, và cũng không quá là khó hiểu đâu. Chỉ cần chúng ta chịu khó tìm tòi một chút xíu thôi thì chúng ta có thể trải nghiệm tựa game này khá là tốt. Mình sẽ hướng dẫn với các bạn từ chi tiết cho đến gọi là nâng cao hơn một chút xíu, đó chính là tìm hiểu sâu hơn về game. Hiện tại là những cái bước cơ bản thôi. Đây là khi mà chúng ta mới vào game á, thì nó sẽ có những cái các cảnh khá là đẹp. Các bạn nhớ khi chơi thì chúng ta bật loa cho lớn hơn, hoặc là tốt hơn thì chúng ta nên đeo tai nghe. Tại vì thực sự thì game đang có cái âm thanh chất lượng khá là tốt, nghe rất là hay, rất là sống động luôn á các bạn. Đây con Sky Kid của mình nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái cổng. Một là cổng map 1, đây là map đầu tiên, và hai là cổng ở giữa. Lúc trước thì chỉ có một mình cái cổng map 1 thôi. Chúng ta sẽ đi cổng ở giữa nha. Chúng ta có hai con đường thì các bạn hãy chọn cái con đường cổng ở giữa. Tại vì cổng ở giữa là cái con đường mà mới được cập nhật ở cái phiên bản gần đây thôi. Ở phiên bản này thì nó sẽ cho chúng ta một cái làng. Khi chúng ta làm theo chuỗi nhiệm vụ của cái làng này thì chúng ta có thể hoàn thành, có thể là hoàn thành gần hết content của game luôn. Khi mà chúng ta cứ làm theo cái chuỗi nhiệm vụ ở đây thì nó đã hướng dẫn cho chúng ta khá là tốt. Chúng ta nên đi theo cái chuỗi nhiệm vụ của cái làng này nhé. Đây mới vô thì cho chúng ta đốt cái tinh linh của cái bạn này. Đó, chúng ta dùng đến đốt tinh linh. Đây cái bạn này kiểu bất ngờ, kiểu ôi ôi anh sáng đâu ra vậy hả, cho mày bạn mới khi chúng ta đi theo. Nếu chúng mà chúng ta cứ làm theo chủ nhiệm vụ của bạn này thì sẽ ok, trải nghiệm game chúng ta sẽ dễ hơn nhiều so với chúng ta đi cái cổng map 1 chúng ta tự mò đi nhé. Thì bạn sẽ đưa chúng ta tới cái cổng, và nhiệm vụ của chúng ta là đốt cái cổng này lên. Và cái cổng sẽ từ từ mở ra. Thực sự thì hình ảnh rất là đẹp luôn, hình ảnh chi tiết. Máy bạn nào tốt thì bật lên 60 FPS chơi cho nó phê. Đó, nhìn có hơi âm u một chút xíu, nhưng mà khi mà hoàn thành gần hết nhiệm vụ thì cái làng này nó sẽ rất là đẹp.
Ui, bắt đầu rồi, đau lòng quá rồi. Không biết tên luôn. Một nơi bị ẩn, bị lãng quên rồi. Lâu quá rồi bạn này không có nhớ tên đúng không? Tết, đây là chủ nhiệm vụ bắt đầu nha. Chúng ta cứ làm theo chủ nhiệm vụ của cái bạn này thì ok, mọi thứ sẽ hướng dẫn chúng ta rất là dễ dàng luôn. Ở đây có một cái tinh linh. Nhiệm vụ chúng ta là lại đốt cái tinh linh đó. Chúng ta cứ lại đốt thử tinh linh. Mình ấn cái nút ở phía tay phải á, cho nó nhảy, cho nó nhanh hơn các bạn. Nhìn nhìn cà tưng mắc cười. Đây, anh cú. Cái tóc này người ta gọi là tóc cú á các bạn. Tóc cú nghe. Ôi, mình đứng bên đây mà anh chào bên kia. Rồi ok, mình đi theo ảnh vào trong thôi. Mình giúp ảnh làm cái nhiệm vụ. Anh cú này là thợ cắt tóc. Anh là thợ cắt tóc rồi. Ôi dồi ôi, bận quá. Cái tiệm của anh bị mấy cái cây bóng đèn này nó bao phủ hết trơn rồi. Chúng ta phải vào và đốt, dọn sạch lại cho ảnh nha. Này, quá là dơ luôn. Chúng ta lại phải dùng nến dọn sạch những cái cây này. Đốt cũng rất là nhanh thôi. Đó, ảnh đang ngồi sửa lại cái ghế. Rồi, cái ghế sửa xong. Anh mời chúng ta lên ngồi thử. Thì đây là cái chỗ để chúng ta thay đổi kiểu tóc nha. Ở phiên bản mới thì chúng ta đã có hai cái tóc free. Tiếp theo thì mình sẽ đeo cái tóc hai chùm này. Đây là tóc free nha. Lúc trước là không có đâu. Phiên bản mới này mới có thôi đó. Nhiệm vụ hoàn thành và mình theo cái bạn nhỏ này chạy ra ngoài. Cái nhiệm vụ nó cũng khá là đơn giản nha bạn đó chị. Chủ yếu là đốt, rồi mình đi theo, mình giúp đỡ người ta thôi. Nó rất là đơn giản luôn. Không có gì gọi là khó khăn phức tạp hết trơn á. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ thứ hai. Đây, cái cửa hàng, cái cửa tiệm cắt tóc của anh Cú đã được mở cửa lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ của anh thứ hai là anh Dubai. Cái tóc này nhìn giống Dubai á, cộng đồng game hàng gọi là tóc Dubai. Linh hồn của anh Dubai ngồi đó kìa. Mình lại và đốt thôi. Nè anh Dubai hiện hồn lên rồi nè các bạn. Trời ơi, nhìn trên đầu cũng đính vàng nữa chứ. Hả? Tới đây thì mình để cho các bạn tự làm nhiệm vụ nha. Thì nhiệm vụ nó cũng dễ thôi, các bạn làm, các bạn trải nghiệm thử. Nhiệm vụ thì cũng vô giúp ảnh thôi. Mình sẽ skip qua đoạn này nghe. Đây là khi mình đã làm xong nhiệm vụ anh Dubai và nhiệm vụ thứ ba luôn rồi nhé. Là mình làm xong anh Dubai, mình ra mình làm thêm một cái nhiệm vụ đó là thắp ba cây nhang cho cái đền thờ. Thì nó sẽ có cái cách cảnh như thế này. Lúc này thì ngôi làng không còn âm u nữa, mà ngôi làng nó bắt đầu là tươi sáng lên. Ở đây mình thấy có hai bạn nêu ba giống mình luôn. Đó, ngôi làng tươi sáng nữa. Đẹp chưa? Hồi nãy nhìn âm u á. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm tới nhiệm vụ thứ tư. Đây là mình làm xong nhiệm vụ thứ ba rồi. Mình mới biết được cái nơi này tên là Làng Chuồng Chim. Làng Chuồng Chim. Đó, ba cái nghe hồi nãy mình thắp đó. Ok, bây giờ mình sẽ nhận cái nhiệm vụ thứ tư.
Nhiệm vụ thứ tư kêu chúng ta đi chết các bạn. Ê, nói giỡn thôi chứ. Nhiệm vụ này là kêu chúng ta đến cái cổng bự kia. Ở chúng ta sẽ dẫn cái bạn này tới cái chỗ cổng bự bự. Nhảy cà tưng ra đó nè. Cà tưng, cà tưng, cà tưng, cà tưng. Đó, cái cổng bự bự đó. Ôi trời ơi, nó bự. Nó bự chà bá. Bạn này kêu bình tĩnh, bình tĩnh. Các em ơi, bình tĩnh. Rồi cái bạn này kêu mình là qua bên đây. Mày đi theo tao qua đây nè. Rồi mình đi theo bạn luôn. Qua đây thì mình sẽ thắp cái này để biết được cái cốt truyện. Rồi thiền thì chúng ta sẽ được kể cái câu chuyện nhé. Các ngôi sao từng tụ hợp và ánh sáng của chúng từng là vô tận. Người đầu tiên trong chúng ta đã hạ xuống và dựng lên vương quốc trên mây. Nhưng chúng ta đã xem thường ánh sáng của chính mình. Và chúng ta dần lụi tàn trong bóng đêm. Đã qua một thời gian dài, giờ đây, ngươi mang cho chúng ta niềm hy vọng. Hãy tiến lên, hãy mang ánh sáng về cho những ngôi sao tầm tối của chúng ta. Bỏ khu vực làng chuồng chim. Ok, hiện tại cốt truyện đó tới đó. Tới tóm lại cốt truyện là hồi đó có một cái ông vua. Ông có 6 cái chòm sao là 6 người bạn. Xong rồi ông mới xuống đây cùng với 6 cái chòm sao đó lập nên vương quốc ở trên mây. Rồi không hiểu sao mà vương quốc bị mất ánh sáng. 6 ngôi sao nó mất ánh sáng. Rồi cái mình được cái ông vua trên trời á gửi xuống đây để thắp đèn ánh sáng. Ủa, ê, cái thằng này nó hẹn các bạn, nó kêu mình là đi đi, mày đi đi, tao không có dám đi đâu. Nó hẹn á, nó kêu mình đi. Đi đi bạn ơi. Ôi trời ơi, mình phải đi qua 6 cái map này thì mình mới mở được cái cổng bự bự đằng kia các bạn. Phải qua 6 map, tìm đủ 6 chòm sao thì mới qua bên đó được. Đây là cái cảnh khúc đầu nè. Hồi xưa tôi chơi là tôi bị ném thẳng vô cái cảnh này luôn, tôi không hiểu gì hết. Bây giờ thì nó đã có cốt truyện rõ ràng hơn rồi. Ok, nghĩa là hành trình map 1 của chúng ta chính thức bắt đầu. Và chúng ta phải vượt qua 6 map. Và tôi sẽ cố gắng ra video từng map để hướng dẫn các bạn chơi cái game này nhé. Game này nó cũng dễ thôi. Video tới đây cũng dài rồi, chắc là tôi sẽ kết thúc cái video này. Và sớm đăng lên cái video hướng dẫn chơi map 1 cho các bạn nghe. Ok, bye bye mọi người. Đến khách hàng nhớ like và subscribe cho tôi nha. Bye bye.